Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Đập Tam Hiệp tử huyệt khiến Trung Quốc chùn chân trước Đài Loan. Đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc, mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị nổ tung không phải là mới. Gần đây, khi có căng thẳng Trung Quốc-Đài Loan thì vấn đề này lại được bàn luận xôn xao. Video này tổng hợp và trình bày những quan điểm đối lập về vấn đề tấn công đập Tam Hiệp. Ví dụ như Trung Quốc thì tuyên bố đập Tam Hiệp rất kiên cố, không thể bị phá hủy bởi tên lửa. Còn Đài Loan thì tuyên bố chỉ cần dùng 2 quả tên lửa là đi tong. Xin quý vị hãy coi hết video này rồi hãy bình luận. Theo tờ SCMP năm 2004, Lầu Năm Góc Mỹ từng gợi ý nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan có thể nhắm tới các mục tiêu quan trọng ở đại lục như đập Tam Hiệp. Đầu năm 2018, Su Yi-yun, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng chỉ cần 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế ở đại lục cho rằng Đài Loan đang mơ mộng hão huyền vì sự kiên cố của đập Tam Hiệp vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Với chiều cao 181m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Nó là con đập nước trọng lực bê tông. Điều này có nghĩa là đập Tam Hiệp chịu sức ép của nước chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập. Hình dạng mặt cắt của đập Tam Hiệp là hình thang, bề dày của thân đập ở trên cùng là 15m và bề dày ở phần đáy là 124m. Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải là bức tường chắn nước, mà chính xác hơn nó là một ngọn núi. Theo MEP, trang web chuyên về thiết kế và xây dựng công trình ở Trung Quốc, với thiết kế này, ngay cả khi phần đỉnh của đập bị phá hủy, thì phần thân chính của con đập vẫn sẽ không bị sụp đổ và tiếp tục chắn nước. Đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là điều gần như không tưởng. Bởi vì trong quá trình thiết kế và xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao, cho thấy bom, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như các loại đầu đạn đều không thể phá hủy đập Tam Hiệp. Tấn công bằng loại tên lửa thường với con đập chỉ như mũi đốt voi. Yang Boting, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng đập Tam Hiệp rất chắc chắn và có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự từ khắp nơi trên thế giới, đập Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ TNT. Trong trường hợp con đập bị phá hủy, hơn 39 tỷ mét khối nước trữ ở trong hồ chứa sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của khoảng 400 đến 600 triệu người, và hậu quả là vô cùng thảm khốc. Vùng hạ lưu của đập Tam Hiệp từ cổ chí kim luôn là nơi binh gia ắt phải chiếm được. Đây cũng là nơi đồn trú quan trọng nhất đối với binh lính ở Trung Quốc. Theo dữ liệu từ năm 1988 tới năm 1989, quân đồn trú trong khu vực chiếm tới 100% sư đoàn quân nhảy dù, 28% sư đoàn bộ binh và 20% sư đoàn thiết giáp của toàn bộ quân đội Trung Quốc. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đội quân dự bị chiến lược của Trung Quốc sẽ bị lũ lụt nuốt chửng trước khi tham chiến, hậu quả là không thể đo lường được. Theo các chuyên gia đại lục, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km, vì vậy hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc là yếu tố quan trọng đảm bảo an nguy của con đập. Thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như đập Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn để giảm hậu quả nếu con đập thực sự bị vỡ. Theo các chuyên gia đại lục, chiến tranh hiện đại ngày nay không thể diễn ra trong nháy mắt, vì vậy đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian để xả nước, để tránh thiệt hại do vỡ đập dự kiến là 3-4 ngày. Ngoài ra, trong quá trình chiến tranh, việc tấn công đập Tam Hiệp là một mục tiêu dân sự bị cấm theo luật pháp quốc tế. Hay nói một cách nôm na, các chuyên gia đại lục đã đe dọa Trung Quốc có vũ khí hạt nhân. Đài Loan mà tấn công đập Tam Hiệp, một mục tiêu dân sự thì đảm bảo Đài Loan cũng không còn trên bản đồ. Ở phía ngược lại, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc quá tự tin về đập Tam Hiệp. Sau đây là các quan điểm phản bác lại lập luận của Trung Quốc về con đập tử huyệt của nước này. Đập Tam Hiệp, quả bom hẹn giờ của Trung Quốc không chỉ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào mà còn có nguy cơ bị tấn công không?
chỉ bởi các cường quốc mà cả những nước nhỏ. Ba giấc mơ hão huyền hỗ trợ dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Những người ra quyết định của dự án đập Tam Hiệp là các lãnh đạo của Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Chân và Lý Bằng đều không tin rằng có nước nào trên thế giới dám tấn công con đập Tam Hiệp. Lý do của họ đưa ra dựa trên ba lý thuyết hão huyền, đó là ba giấc mơ hoàn toàn phi thực tế. Giấc mơ thứ nhất, đập Tam Hiệp được đúc liền khối với hàng ngàn tấn bê tông và tên lửa của NATO, của Đài Loan không thể phá hủy. Giấc mơ thứ hai, chiến tranh đều có dấu hiệu báo trước. Giấc mơ thứ ba, mọi người đều sợ chiến tranh cực hạn, tức là cả hai cùng vào chỗ chết. Ý ám chỉ khả năng dùng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc để đáp trả lại. Nhưng riêng Trung Quốc thì không sợ chiến tranh cực hạn, tên lửa của Đài Loan không thể phá hủy được Tam Hiệp hay sao? Đập Tam Hiệp là một đập trọng lực rất kiên cố, bom đạn không thể làm gì nó. Tất cả đều chỉ là lời giả dối. Khi Trương Ái Bình, chủ trì nghiên cứu an toàn đập Tam Hiệp đã thực hiện nhiều mô phỏng ném bom đập Thạch Bài. Kết quả cho thấy con đập Thạch Bài đã bị phá hủy hơn 1.000 mét, mà con đập Thạch Bài năm xưa hẹp hơn nhiều so với đập Tam Hiệp, hiện nay rộng hơn 2 km. Hơn nữa, những quả bom của năm 1960 không thể nào so sánh với sức mạnh hủy diệt của tên lửa ngày nay được. Cũng có câu, chưa thử làm sao biết được. Hơn nữa, cấu tạo đập Tam Hiệp không phải là liền một khối bê tông đúc mà có nhiều cơ cấu khác nhau như cơ cấu nâng thuyền, cửa cống đập hoặc đường xả lũ. Những vị trí này của đạo Tân Hiệp rất dễ bị tổn thương, có thể dễ dàng bị phá hủy bởi tên lửa. Hiệu ứng bong bóng nổ có thể xảy ra nếu một lỗ thủng được tạo ra tại các ưu điểm đó và sức mạnh khổng lồ của áp suất nước sẽ tự phá vỡ con đập. Chiến tranh có dấu hiệu báo trước, ai nói vậy? Có câu, binh bất yếm trá. Việc dùng binh không từ thủ đoạn, bất ngờ là yếu tố hàng đầu để đảm bảo thắng lợi. Và như đã nói ở trên, vũ khí thông thường cũng đủ để phá vỡ đập Tam Hiệp. Vì vậy, khi đối mặt với công nghệ tên lửa hiện đại, việc phòng thủ đập Tam Hiệp là không thể. Tiếp theo, vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đảm bảo không nước nào dám tấn công đập Tam Hiệp. Chiến tranh cực hạn là tên gọi khác của chiến tranh hạt nhân. Lý thuyết về chiến tranh cực hạn là lý thuyết chính của phái diều hâu trong quân đội Trung Quốc. Khi Trung Quốc bị tấn công, họ sẽ toàn lực sử dụng vũ khí hạt nhân để chống trả trên diện rộng, không sợ trái đất và nhân loại bị diệt. Chuyên gia Trung Quốc nêu lý thuyết cuộc chiến cực hạn để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Trung Quốc có đủ sức mạnh để tấn công Hoa Kỳ, mặc dù sức mạnh hạt nhân của siêu cường quốc thế giới Hoa Kỳ đủ để phá hủy trái đất nhiều lần, nhưng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng đủ để tiêu diệt kẻ thù một lần. Mục đích của chiến tranh là để bảo vệ mình và tiêu diệt kẻ thù. Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra thì tất nhiên cả hai đều chết, nhân loại trên trái đất cũng bị hủy diệt. Không có kẻ thắng, người bại, miễn là sức mạnh quân sự của Trung Quốc đủ mạnh, có sức mạnh để đe dọa quân sự, có sức mạnh để hủy diệt kẻ thù trong một lần, thì đập Tam Hiệp sẽ an toàn. Đó là lập luận của các chuyên gia đại lục. Cần phải nói thêm rằng, lý thuyết về chiến tranh cực hạn là cơ sở quan trọng nhất để các lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng không nước nào dám tấn công đập Tam Hiệp. Nhưng đừng quên rằng con cái, thân quyến của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và con cái của lãnh đạo các lực lượng vũ trang Trung Quốc hầu hết đang ở Hoa Kỳ. Như vậy thì họ có sử dụng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc để hủy hoại con cái của họ ở Hoa Kỳ hay không? Hai lưới trời bảo vệ đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ không dám tấn công đập Tam Hiệp và tên lửa của Đài Loan cũng không thể tấn công nổi. Đây chỉ là dối người, dối mình. Tuy là nói như vậy, nhưng Trung Quốc đã nhập tên lửa chống đạn đạo của Nga để bảo vệ Bắc Kinh, Thượng Hải và dự án đập Tam Hiệp. Trung Quốc cũng đã phát triển tên lửa chống đạn đạo Hồng Kỳ và củng cố hệ thống tên lửa chống đạn đạo. Đây là cái gọi là lưới trời thứ nhất. Lưới trời thứ hai là một hệ thống phòng không thông thường. Hai sư đoàn không quân đã được triển khai tại Nghi Sương. Khi đập Cát Châu được xây dựng, người ta nói rằng lưới trời này cũng bao gồm nhiều loại súng phòng không và súng máy tầm cao. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm và bài học về cuộc chiến Kosovo, thì lưới trời của Belgrade được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc là vô tác dụng. Hay nói cách khác, trong một cuộc chiến tranh tổng lực, lưới trời Trung Quốc không thể chặn hết các tên lửa của Đài Loan, nổi tiếng như vòm sắt của Israel mà cũng chỉ có hiệu quả 97%. Giả sử Đài Loan bán 100 quả thì ít nhất cũng phải 3 quả rơi trúng đập Tam Hiệp. Tính khả thi và hậu quả của đập Tam Hiệp trong việc xả nước trong thời gian ngắn.
Mức lưu trữ nước bình thường của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175m so với mực nước biển, với dung tích lưu trữ hơn 39 tỷ mét khối. Nếu mực nước giảm xuống 130m thì cần xả 29 tỷ mét khối. Trong tình huống bất lợi nhất, mực nước sẽ hạ từ 175m xuống 130m trong 3 ngày và tổng cộng 29 tỷ mét khối nước sẽ được trút xuống vùng hạ lưu. Khi đó, lưu lượng xả của hồ chứa đập Tam Hiệp phải cao tới 112.000 mét khối trên giây. Để tránh đòn trong chiến tranh, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ giải phóng lượng nước nhanh chóng và giảm mực nước trong thời gian ngắn nhất, nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, điều đó lại sẽ gây ra trận lụt lớn nhất trong lịch sử ở vùng hạ lưu. Điều này có tác dụng tương tự như kẻ thù ném bom phá hủy đập Tam Hiệp. Cuối cùng là không thể ngăn chặn một vụ tấn công vào đập Tam Hiệp. Các khu vực an ninh trên không tại đập Tam Hiệp cấm các hoạt động và các thiết bị bay như diều, đèn trời, tức là đèn khổng minh, khinh khí cầu, dù bay, dù lượn, máy bay cánh tam giác, máy bay không người lái, máy bay trực thăng hạng nhẹ và các loại máy bay mô hình. Đập Tam Hiệp theo Trung Quốc đại lục an toàn và vững chắc mà phải sợ cả diều. Điều này chính là sợ bóng, sợ gió. Tuy nhiên, máy bay mô hình điều khiển từ xa thật sự là mối đe dọa lớn đối với đập Tam Hiệp. Máy bay mô hình điều khiển từ xa có thể mang chất nổ để đánh chính xác vào cơ cấu nâng thuyền, cửa cống đập hoặc đường xả lũ, những vị trí dễ bị tổn thương nhất của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc chiến tranh tổng lực thì không điều gì là không thể. Tử huyệt đập Tam Hiệp của Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh chùn chân trước Đài Loan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.